Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Chuyên gia Mỹ phải chấm dứt sự phụ thuộc đầy rủi ro của Mỹ vào vật tư y tế Trung Quốc. Bà Aradien Cohen, nhà bình luận truyền hình Mỹ nổi tiếng, cho rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã cho thấy sự phụ thuộc đầy rủi ro của Mỹ vào thuốc và vật tư y tế của Trung Quốc phải chấm dứt. Theo bà Cohen, đại dịch viêm phổi Vũ Hán vốn đang phá vụn nền kinh tế Mỹ, khiến cuộc sống gặp nguy hiểm và làm hỏng toàn bộ cách sống của người dân Mỹ sẽ đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh rằng chính phủ Mỹ phải ngừng phụ thuộc vào Trung Quốc và các quốc gia nước ngoài khác để mua vật tư thuốc hoặc bất kỳ sản phẩm của chuỗi cung ứng nào hoặc thành phẩm cần thiết cho sự sống còn của chúng ta. Bà Cohen cho rằng đó cũng là vấn đề an ninh quốc gia. Nếu các thành viên của quân đội Mỹ và những người hỗ trợ các lực lượng quân đội Mỹ không được tiếp cận với các thiết bị bảo vệ cá nhân, thuốc cứu người và các nhu yếu phẩm khác trong đại dịch và kết quả là không chống nổi nó thì chúng ta đặt an ninh quốc gia của mình trước nguy cơ từ những đối thủ nước ngoài những kẻ có thể lợi dụng tình hình. Bà Cohen cho rằng không có gì bí mật khi nói rằng Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc đến mức nguy hiểm về một loạt các loại thuốc mà người Mỹ dựa vào như thuốc kháng sinh, ibuprofen, penicillin và acetaminophen. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar và FDI vào năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Chuck Grassley lưu ý 80% các thành phần dược phẩm thiết thực và là được sản xuất ở nước ngoài, phần lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm chỉ kiểm tra 1 phần 5 cơ sở sản xuất thuốc cho con người đã đăng ký ở nước ngoài vào năm ngoái. Cảnh báo về những rủi ro liên quan đến việc sản xuất dược phẩm của nước ngoài, Thượng nghị sĩ Grassley, đại diện cho tiểu bang Iowa, tuyên bố Tôi khuyến khích các hoạt động thể hiện của chính quyền, bao gồm việc kiểm tra không báo trước tại các cơ sở sản xuất nước ngoài để xác định xem họ có đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn dược phẩm cần thiết hay không, duy trì xét nghiệm và bảo vệ chống hàng giả, bà Cohen nhận định, xét bối cảnh, chúng ta biết rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm cho sự khởi đầu Covid-19, việc xử lý và che đậy sau đó của họ gây ra tác hại không thể khắc phục được đối với Mỹ, châu Âu và toàn cầu. Đây có phải là đối tượng mà chúng ta muốn họ kiểm soát chuỗi cung ứng y tế quan trọng của chúng ta hay không? Tuyệt đối không. Cuối cùng, bà Cohen kêu gọi chính quyền Trump và nghị viện phải đặt ưu tiên hàng đầu, làm việc cùng với khu vực tư nhân để tăng cường mạnh mẽ sản xuất thuốc ở trong nước. Tương lai của đất nước này đang bị đe dọa và đơn giản là không có thời gian để lãng phí. Việt Nam khuyến cáo công dân không về nước, theo VN Express bộ ngoại giao khuyến cáo công dân không di chuyển và không về việt nam trong thời điểm hiện nay đồng thời cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của nước sở tại trong trường hợp bắt buộc di chuyển công dân cần thường xuyên cập nhật quy định của nước sở tại và các hãng hàng không đảm bảo có đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để thực hiện chuyến đi người không có đầy đủ giấy tờ cần thiết có thể bị nước ngoài từ chối và cho quá cảnh hoặc xuất nhập cảnh công dân về nước phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo quy định. Mỹ có thể huy động một triệu lính chống dịch. Politico đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27 tháng 3 ký xác lệnh bổ sung quyền lực khẩn cấp cho Bộ Quốc phòng và An ninh nội địa, cho phép hai cơ quan này kích hoạt các đơn vị và triển khai khoảng một triệu binh sĩ dự bị của lực lượng vũ trang Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa ra lệnh áp dụng biện pháp này. Sắc lệnh cũng cho phép các quân binh chủng Mỹ điều động quân y và những đội ứng phó thảm họa khẩn cấp nhằm tăng khả năng chống dịch. Hiện Mỹ ghi nhận có hơn 104.000 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó 1.708 người đã tử vong. Malaysia ghi nhận thêm 159 ca nhiễm virus Vũ Hán, Reuters đưa tin, Bộ Y tế Malaysia thông báo, nước này ghi nhận thêm 159 ca nhiễm virus Vũ Hán nâng tổng số lên 2.320, số ca tử vong tăng thêm 1 ca, lên tổng cộng 27. Hiện nay, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Philippines báo cáo số ca nhiễm và tử vong vì virus Vũ Hán tăng kỷ lục. Bộ Y tế Philippines hôm nay ghi nhận thêm 272 trường hợp nhiễm và 14 trường hợp tử vong vì virus Vũ Hán, đánh dấu sự gia tăng lớn nhất trong một ngày tể, kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại nước này với những số liệu trên, hiện tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán và tử vong ở Philippines lần lượt là 1075 và 68. Bộ Y tế Philippines cho biết thêm, thêm 4 bệnh nhân đã phục hồi, nâng tổng số lên 35. Đức số ca nhiễm virus Vũ Hán tăng lên 48.582, không nới lộng hạn chế trước 20 tháng 4. Reuters cho hay, Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Đức hôm nay cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 6.294 ca nhiễm virus Vũ Hán, nâng tổng số lên 48.582. 325 người đã thiệt mạng vì dịch bệnh, tăng 55 người so với một ngày trước đó. Chánh văn phòng Thủ tướng Đức, ông Helgi Braun, nói với báo Target Pigel rằng nước này tuy sẽ không nới lỏng các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán trước ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, trước ngày 20 tháng 4, chính phủ sẽ xem xét những hạn chế nào có thể được nới lỏng. Vào giữa tháng 3, Đức đóng cửa các trường học, cửa hàng, sân chơi, địa điểm thể thao và nhiều công ty tạm ngừng hoạt động. Hơn 2.500 người ở Iran chết vì virus Vũ Hán. AFP cho biết, ông Kayanur người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết, nước này ghi nhận thêm 3.076 ca nhiễm virus Vũ Hán và 139 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số lên lần lượt là 35.408 và 2.517. Iran hiện là vùng dịch lớn thứ hai châu Á sau Trung Quốc và thứ sáu thế giới. Theo Reuters, Tổng thống Hassan Rouhani hôm nay tuyên bố cơ sở hạ tầng y tế của Iran mạnh và sẵn sàng ứng phó với tình hình xấu hơn. Giám đốc CDC nói Trung Quốc ban đầu khá chắc chắn virus vũ hán không lây truyền giữa người. Theo Fox News, vào hôm thứ sáu 27 tháng 3, ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết Trung Quốc ban đầu tuyên bố rằng virus vũ hán không truyền từ người sang người trước khi virus này gây ra đại dịch toàn cầu. Ban đầu Họ khá chắc chắn rằng điều này không được di truyền từ người sang người. Rõ ràng điều đó đã trở thành sự trừng phạt cho họ đã thấy trong 3-4 tuần đầu tiên của tháng 1 rằng sự lây lan từ người sang người không chỉ xảy ra mà hiện tại, theo tôi, nó lan truyền rộng hơn theo Redfield nói với chương trình The Brian Kimmich Show, The Fox News. Điều đó dẫn đến tình trạng của chúng ta hôm nay. Không ai có thể đoán được bước đầu lây truyền, bước đầu lây nhiễm của virus này thực sự như thế nào ông cho biết. Trước đó vào hôm 11 tháng 3 ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đã lên án chính quyền Trung Quốc trong việc xử lý dịch bệnh và kêu gọi phần còn lại của thế giới hãy hành động trong việc buộc chính quyền này phải chịu trách nhiệm theo hãng Fox News. Tổng thống Trump ký ban hành gói cứu nguy kinh tế trên 2.000 tỷ đô. Theo VOA, vào ngày 27 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành gói cứu nguy kinh tế trị giá 2,2 ngàn tỷ đô la, được cho là con số lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ từ trước tới nay, sau khi lưỡng viện quốc hội nhanh chóng chấp thuận biện pháp này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở y tế và giúp dân chúng vượt qua khó khăn tài chính trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán luật chi tiêu 22,2 ngàn tỷ đô sẽ giúp chính phủ xúc tiến việc gửi cho người dân ngân phiếu 1.200 USD, tăng cường phúc lợi thất nghiệp cho hàng triệu người bị mất việc làm vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Các doanh nghiệp lớn, nhỏ sẽ nhận được các khoản vay hỗ trợ miễn giảm thuế. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ gửi hàng tỷ đô la chưa từng có từ trước tới nay cho cho tới các tiểu bang, các chính quyền địa phương cũng như hệ thống y tế trên toàn quốc. Người Trung Quốc đến Hoa Kỳ giảm mạnh vào tháng 2 do virus Vũ Hán. Theo dữ liệu từ một cơ quan của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, số lượng khách du lịch bay từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã giảm 84,1% trong tháng 2 so với một năm trước đó, theo Reuters. Dữ liệu của cơ quan thương mại quốc tế ITA cũng cho biết số lượng khách du lịch Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2020 đã giảm 35,4% xuống 353.911 người so với một năm trước đó. Theo ITA, người Trung Quốc chỉ chiếm 1,4% trong số hơn 2,4 triệu khách du lịch toàn cầu đến Hoa Kỳ vào tháng 2. Tổng số khách đến nước ngoài trong suốt tháng 1 và tháng 2 cũng giảm 3,8% xuống 5,29 triệu trong đó, châu Á chiếm tỷ lệ giảm mạnh nhất do sự bùng phát của virus Vũ Hán. Tuy nhiên, số lượng người Ấn Độ đến Mỹ trong cùng kỳ tăng 7,3% lên 196.505 người. Bác sĩ làm việc với bộ lạc Amazon dương tính với virus Vũ Hán. Theo Reuters, vào thứ Sáu ngày 27 tháng 3, Bộ Y tế Brazil cho biết một bác sĩ làm việc với bộ bạc lớn nhất ở Amazon đã cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán, giống lên hồi chuông cảnh báo rằng dịch bệnh có thể lan sang các cộng đồng bản địa dễ bị tổn thương. Bác sĩ, người chưa được nêu tên, đã trở về vào ngày 18 tháng 3 sau khi điều trị cho bộ tộc Takinus, một bộ tộc gồm hơn 30.000 người sống ở thượng lưu sông Amazon gần biên giới với Colombia và Peru. Ông bị sốt sau ngày hôm đó và được cách ly cho kết quả dương tính với viêm phổi Vũ Hán một tuần sau đó, Bộ cho biết. Những quốc gia chưa tuyên bố có ca nhiễm virus Vũ Hán Theo Fox News, vào ngày 26 tháng 3, có 19 quốc gia trên thế giới chưa tuyên bố có ca nhiễm virus Vũ Hán, bao gồm Botswana, Burundi, Cabo Verde, Comoros, Kiribati, Lesotho, Malawi, Paulo, Samoa, Tuy nhiên, các quan chức y tế công cộng và các chuyên gia toàn cầu cảnh báo rằng, những quốc gia chưa báo cáo ca nhiễm virus Vũ Hán không có nghĩa là nó không tồn tại trong đất nước của họ. Đối với một số quốc gia, đơn giản là thiếu các dụng cụ y tế để xét nghiệm, và đối với các quốc gia khác là vấn đề đàn áp. Triều tiên, quốc gia giáp Trung Quốc, thậm chí vẫn chưa công bố các ca nhiễm virus Vũ Hán ở nước này. Tuy nhiên, theo các tin tức tình báo, nước này đang phải chiến đấu với hàng ngàn ca viêm phổi Vũ Hán. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.